Ông Zelensky, chiến thắng của Ukraine sẽ thay đổi thế giới. Phát biểu trước Quốc hội Anh vào ngày 8 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng nước Nga và kêu gọi London cùng các nước khác cung cấp chiến đấu cơ. Ông nói, chúng ta đều biết Nga sẽ thua và chúng ta cũng hiểu chiến thắng của Ukraine sẽ thay đổi thế giới, sự thay đổi mà thế giới cần từ rất lâu. Sau khi chúng tôi giành chiến thắng, bất kỳ bên gây hấn nào, dù lớn hay nhỏ, sẽ biết điều gì đang chờ đợi họ nếu tấn công trật tự quốc tế. Lãnh đạo Ukraine khẳng định tự do sẽ chiến thắng, ông kêu gọi anh và các nước khác gửi chiến đấu cơ để cung cấp đôi cánh tự do. Tổng thống Ukraine cũng đề nghị các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với Nga, cho tới khi nước này bị tước bỏ mọi khả năng tài trợ cho cuộc chiến. Ngay trước khi Tổng thống Ukraine tới Anh, London đã ban bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 8 thực thể và 6 cá nhân của Nga. Lãnh đạo Ukraine cảm ơn chính phủ Anh đã cung cấp vũ khí để họ bảo vệ dân thường. Ông Zelensky nói thêm, London đã đứng về phía Kyiv ngay từ những ngày đầu, từ những giây phút đầu tiên của cuộc xung đột. Các vị đã giang tay giúp đỡ khi thế giới vẫn chưa hiểu phải phản ứng thế nào. Đáp lại lời kêu gọi viện trợ chiến đấu cơ từ Ukraine, theo hãng thông tấn PA Media của Anh, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết London đang tích cực xem xét liệu có nên gửi máy bay phản lực đến Ukraine hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Colex đang xem xét loại máy bay nào có thể được trao cho Ukraine, nhưng phố Downing khẳng định rằng vẫn chưa có quyết định nào về việc có cung cấp máy bay phản lực cho Kyiv hay không. Theo hãng tin CNN, tổng thống Ukraine Zelensky và thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến thăm trại Luhut, một cơ sở quân sự của Anh ở Dorset, để gặp binh lính Ukraine đang được huấn luyện sử dụng xe tăng Challenger 2. Vợ của lính nga thiệt mạng ở Ukraine được đền bù bằng áo khoác lông thú. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhóm phụ nữ có chồng hy sinh trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được áo khoác lông thú như một khoản tiền đền bù. Đoạn video được chia sẻ bởi kênh tin tức CSTD trên Telegram cho biết những người phụ nữ này ở Makivka thuộc vùng Donetsk do Nga chiếm đóng. Bài đăng video viết, các quá phụ đã được tặng 21 chiếc áo lông thú để đền bù cho sự mất mát của những người chồng đã thiệt mạng ở Ukraine. Giờ những bộ quần áo và mỉm cười, một phụ nữ nói trước ông Kính rằng những quả phụ rất biết ơn về sự đền bù này. Người đàn ông quay lại cảnh trên được xác định là Yevgeny Sripnik, cộng sự của Igor Gorkin, một blogger quân sự nổi tiếng và là cựu sĩ quan tình báo của Nga. Ông Gorkin là người đã dẫn đầu nỗ lực chiến tranh của Nga ở vùng Donbass vào năm 2014. Video này được các kênh truyền thông Ukraine chia sẻ và đặt câu hỏi rằng liệu áo lông thú có so sánh với tính mạng của những người lính Nga hay không. Các kênh truyền thông cho biết thêm, ở Sakhalin, vùng viễn đông của Nga, các quá phụ được đền bù bằng cá đông lạnh, trong khi ở nước Cộng hòa Tuva thuộc Siberia, giới chức sẽ đền bù cho quả phụ cừu và gỗ. Tổng thống Idogan đến hiện trường động đất giữa lúc áp lực người dân gia tăng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đến thăm khu vực miền Nam nước này vào ngày 8 tháng 2 để kiểm tra mức độ thiệt hại và giám sát các nỗ lực giải cứu nạn nhân trong trận động đất xảy ra vào ngày 6 tháng 2. Theo Reuters đưa tin, phát biểu với báo giới tại thành phố Karamanmaras, tổng thống Erdogan cho hay các tuyến đường và sân bay đều hứng chịu thiệt hại do trận động đất. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn sẽ sớm khắc phục hậu quả. Trước đó, tổng thống Erdogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã được khai triển tham gia nỗ lực cứu hộ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng trước áp lực lớn từ người dân khi tiến độ của các công cuộc tìm kiếm cứu nạn vẫn còn chậm. Công tác cứu hộ gặp nhiều thử thách khi quy mô thiệt hại lớn và thời tiết lạnh. Trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6 tháng 2 khiến hơn 11.200 người thiệt mạng, cơ hội tìm thấy người sống sót ngày một ít. Ảnh chụp vệ tinh trước và sau cho thấy mức độ tàn phá của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Massa Technologies đã công bố bức ảnh chụp vệ tinh cho thấy quy mô tàn phá của trận động đất đã diễn ra ở các thị trấn, thành phố và làng mạc tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tại thành phố Nudagi, gần tâm trấn động đất, nhiều tòa nhà đã bị sập mái hoàn toàn, các công trình kiến trúc khác cũng đồng loạt đổ nát. Ảnh chụp vệ tinh cho thấy những chiếc lều cứu hộ màu trắng và cảnh tượng xe cộ đông đúc tắc nghẽn trên một số tuyến đường đông đúc nhất của Nudari vài giờ sau trận động đất. Cơ quan quản lý thiên tai của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã nhận được báo cáo về hơn 11.300 tòa nhà bị sập. Ở Nudaghi, một số công trình cao tầng đã bị sập khi trận động đất xảy ra. Tại một số khu vực sầm uất nhất ở Nudaghi, các tuyến đường bị tắc nghẽn bởi xe cứu hộ. Ilahi, nằm ngay phía nam Nudaghi, cũng gần tâm chấn động đất. Hình ảnh tại khu vực cho thấy một số mái nhà bị trượt rơi khỏi các tòa nhà. Ở Ilahi, nhiều tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, khí ga đã bị cắt ở nhiều nơi để tránh xảy ra các vụ nổ tiềm tàng. Như vậy, nhiều nơi sẽ không có nhiệt để sưởi ấm khi nhiệt độ đang xuống gần ngưỡng 0 độ C. Đối mặt với đe dọa từ Trung Quốc, Tổng thống Philippines thăm Nhật Bản để tăng cường hợp tác. Vào ngày 8 tháng 2, Tổng thống Philippines Phát điện năng Markos đã đến thăm Nhật Bản để tăng cường hợp tác an ninh cùng ứng phó với các bước tiến của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ông Marcus và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đưa ra tuyên bố chung rằng Nhật sẽ hứa cung cấp cho Philippines 600 tỷ yên (khoảng 4,57 tỷ đô la) vào năm 2024 để giúp Philippines đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai và cải tiến công nghệ thông tin báo cáo chỉ ra rằng ông marcos và ông kishida đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai mục đích là để chuẩn bị cho việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý rộng lớn hơn để giúp quân đội nhật bản dễ dàng khai triển với philippines hơn nhằm đối phó với cuộc chiến tranh có thể xảy ra trước khả năng trung quốc thống nhất đài loan bằng quân sự Trước sự bành trướng quân sự và các mối đe dọa của Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản đã có những điều chỉnh lớn đối với chiến lược an ninh và quốc phòng vào tháng 12 năm ngoái, phá vỡ các quy định dài hạn của Hiến pháp hòa bình sau Thế chiến thứ hai và lên kế hoạch phát triển vũ khí tấn công tầm xa. Ngoài ra, Nhật Bản còn viện trợ cho các quốc gia đang gặp khó khăn về kinh tế để tránh ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với các nước này. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của ông Marcus Jr. kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái. Ông Marcus đã ký một thỏa thuận với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vào tuần trước, cho phép Hoa Kỳ mở rộng quyền sử dụng các căn cứ quân sự tại Philippines từ 5 lên 9 căn cứ. Sốt chat GPT, Alibaba của Trung Quốc nhảy vào bắt trước Vào ngày 8 tháng 2, tập đoàn Alibaba của Trung Quốc thông báo đang phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo kiểu chat GPT và hiện trong quá trình thử nghiệm nội bộ Thông báo của Alibaba được đưa ra trong bối cảnh ChatGPT, ứng dụng chatbot của công ty OpenAI của Mỹ, đang làm mưa làm gió thời gian gần đây. ChatGPT được đưa ra dưới dạng nguyên mẫu vào tháng 11 năm 2022 và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ việc có thể hồi đáp chi tiết và trả lời lưu loát ở nhiều lĩnh vực kiến thức. Đây là một trong những ứng dụng Internet có tốc độ tăng trưởng, người dùng nhanh nhất lịch sử, cán mốc 100 triệu người sử dụng chỉ sau 2 tháng ra mắt. Theo trang tin 21 Street Century Herald của Trung Quốc, Alibaba đang phát triển một robot đối thoại giống như ChatGPT và đang cho nhân viên dùng thử. Gã khổng lồ thương mại điện tử này có thể đang kết hợp công nghệ mới với ứng dụng giao tiếp DingTalk của công ty. Sau khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào tháng 11 năm 2022, các công ty công nghệ khác đã chạy đua để phát triển các công cụ tương tự. Vào ngày 6 tháng 2, tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, đã ra mắt một chatbot có tên Bot và tích hợp nó vào công cụ tìm kiếm của mình.